Nhất chỉ tiêu nối ngày 11 tháng 7. Chủ đề là thời tiết. Thời tiết là quan trọng. Thời tiết là quan trọng vì thời tiết là quan trọng cho cuộc sống. Khi chúng ta quay sang, chúng ta xem mắt chào mắt sáng. Thời tiết là nắng. Như chào mắt cổ mai. Thời tiết là không không tốt. Thời tiết là quan trọng. Thời tiết tốt tốt là nắng, không có chiếu. Như có chiều là bao mưa. Thời tiết là không thất không thất. Thời tiết là quan trọng cho du lịch ô mắt chị chọn tôi là mồ hôi. Weather is relatively important, but you need to pay attention to it. Tôi là cao, cao tốt. Nhất trí chúng tôi là nhất trí chúng tôi là muốn mồi một tàu bay yêu tên là tôi thiết. Tôi thiết là quan trọng, chỉ là quan trọng tôi vì tôi thiết là quan trọng cho cuộc sống hàng ngày. Sang chúng ta xem tôi như thế nào. Sang tại tôi năng thì biết là tôi đẹp, còn thai tôi mày thì không tốt. Tôi thiết là quan trọng, tôi thiết có thể là năng, có thể là ngoa, tôi thiết tại tôi theo nữa.
mùa hè thì nóng, mùa xuân thì mát mẻ, mùa đông thì lạnh, thời tiết ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và các hoạt động của chúng ta.